Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 những ngày qua, chiều ngày 13 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có công văn chỉ đạo tăng cường phối hợp trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, yêu cầu triển khai thực hiện thí điểm cách ly y tế đối với F1 và thực hiện quản lý chăm sóc F0 tại nhà. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tổ COVID cộng đồng hoặc có thể kiện toàn thành tổ phòng chống dịch COVID-19 của ấp khu vực do bí thư chi bộ ấp khu vực làm tổ trưởng nhằm củng cố lực lượng, sắp xếp, phân công lại phù hợp theo từng địa bàn và có phân công quản lý từng hộ gia đình cụ thể. Đối với các địa phương có những ổ dịch phức tạp, cần chủ động áp dụng các biện pháp quản lý kiểm soát dịch ở mức độ cao hơn so với cấp độ dịch đã công bố để kịp thời kiểm soát dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Y tế phối hợp với các địa phương, các sở ngành liên quan tham mưu ban hành cơ chế chính sách, tổ chức hoạt động đối với trạm y tế lưu động và phòng khám, tổ y tế, trạm y tế trong các khu cụm công nghiệp. Chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức điều tra dịch tễ, xét nghiệm tầm soát, đảm bảo kịp thời, khoa học, hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bằng mọi giải pháp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp thời, tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ. Đến nay, Hậu Giang đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt tỷ lệ gần 96% tổng số người từ 12 tuổi trở lên.